Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Khoảng 6 tháng trước mình đã có dịp đến với dự án này. Đây được coi là đại dự án đô thị sinh thái lớn nhất của Vinhomes tại miền Bắc, có quy mô lên tới 877 hectare. Đó chính là dự án Vinhomes Royal Island, tọa lạc trên đảo Vũ Yên của thành phố Hải Phòng. Từ một hòn đảo với lợi thế tự nhiên hiếm có, vài năm trước thì mới chỉ có một sân golf tọa lạc ở giữa đảo. Giờ đây đảo Vũ Yên đang chuyển mình mạnh mẽ, trở thành một thành phố đảo hoàng gia khi dự án được Vinhomes đầu tư triển khai trong gần một năm qua. Những tiện ích đầu tiên của đảo Hoàng Gia ngay khi ra mắt đã thu hút và trở thành điểm đến ấn tượng không thể bỏ qua đối với người dân Hải Phòng nói riêng. Trong lần trở lại này, mình thấy đảo Hoàng Gia đã và đang triển khai nhiều tiện ích độc đáo và đẳng cấp. Mảnh ghép đầu tiên trong bức tranh thượng lưu này được tạo nên từ những căn biệt thự xa hoa với bãi tắm nước biển riêng tư và sang trọng ngay sau nhà, là học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia hơn 300 chuồng nuôi, bến du thuyền cao cấp với hơn 121 bến đỗ, công viên Vin Wonder với lâu đài và safari thú độc đáo, sân golf 36 hố rộng 160 hectare là trung tâm thương mại Vincom Megamall đang triển khai. Ngoài tiện ích thì hạ tầng kết nối của Vinhomes Royal Island với trung tâm thành phố Hải Phòng cũng được đầu tư đồng bộ, như cầu Vũ Yên 1 hiện hữu, cầu Hoàng Gia đang triển khai thi công. Vinhomes Royal Island là một cái dự án bất động sản với vị trí hiếm có khi được bao bọc bởi ba con sông tự nhiên là sông Bạch Đằng, sông Ruột Lợn và sông Cấm. Một dự án đón đầu sự chuyển dịch sang phía Bắc của Hải Phòng, chính là thành phố Thủy Nguyên trong tương lai. Ở trung tâm của đảo Vũ Yên là sân golf 36 lỗ hiện hữu, rộng 160 hectare. Kế đó là 10 phân khu khác, ví dụ như phân khu Kinh Đô, phân khu đảo Vua, phân khu Hoàng Gia, phân khu Quý Tộc, phân khu Hoàng Thành, phân khu Mijabi và Komorobi, phân khu đảo Thiên Đường, phân khu Tài Lộc và cuối cùng là phân khu Gopland. Dự án có tổng mức đầu tư gần 2,4 tỷ đô la Mỹ và thời gian xây dựng dự kiến là khoảng 5 năm. Trước hết thì mời quý vị và các bạn chúng ta đến với những hình ảnh đầu tiên ở khu vực cầu Vũ Yên 1. Đây hiện tại đang là cái lối vào chính của dự án. Cây cầu do Vingroup làm chủ đầu tư nối đảo Vũ Yên qua sông Ruột Lợn với khu công nghiệp V-Ship của huyện Thủy Nguyên. Tương lai sẽ có cầu Vũ Yên 2, hiện đã có trong quy hoạch. Tuy nhiên về kết nối giao thông thì điểm mình chú ý nhất là dự án cầu Hoàng Gia hay còn gọi là cầu Máy Chai đang được xây dựng. Đây sẽ là cây cầu quan trọng nối đảo Vũ Yên hay dự án Vinhomes Royal Island với trung tâm thành phố Hải Phòng. Cây cầu này có thiết kế dạng dây văng với hai trụ tháp chính. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng do tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư. Cầu Hoàng Gia có lẽ sẽ là cây cầu biểu tượng của dự án Vinhomes Royal Island khi hoàn thành và đưa vào vận hành. Cầu dự kiến hoàn thành vào khoảng tháng 8 năm sau, 2025. Đầu cầu bên kia thì thuộc phường Máy Chai của quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Hiện cũng đang thi công và gác dầm cho phần cầu dẫn. Phần cầu dẫn bên đảo Vũ Yên có hình xoáy tròn. Cầu và đường dẫn này sẽ kết nối với trục chính của khu đô thị Vinhomes Royal Island, trong khi hai trụ dây văng thì đang thi công lên gần tới đỉnh rồi. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng mình cập nhật hình ảnh một số phân khu đang triển khai của dự án. Phân khu đầu tiên chính là phân khu đảo Vua, nằm ngay trên trục chính sát cầu Vũ Yên 1, cửa ngõ vào thành phố đảo Hoàng Gia. Phân khu này có một mặt giáp sông Ruột Lợn, đồng thời ôm trọn khu trung tâm thương mại Vincom Megamall đang xây dựng. Quý vị thấy thì phía sau dãy shophouse và các cái sản phẩm thấp tầng ở đây là biển nước mặn với cát trắng từ đảo Qua Lạn, Quảng Ninh. Phân khu đảo Vua sở hữu một công viên nội khu mang phong cách cung đình. Các cái loại hình sản phẩm ở đây gồm có liền kề, shophouse, biệt thự đơn lập và biệt thự song lập. Đây là một phân khu đóng với an ninh kiểm soát 24/7 và là cái mô hình đảo trong đảo. Nhiều căn hộ sẽ có mặt trước là sông, còn phía sau là biển mặn. Đối diện với phân khu đảo Vua qua trục chính chân cầu Vũ Yên 1 là phân khu Kinh Đô, bên phía phải màn hình. Phân khu này cũng đang dần hình thành, nằm ở khu vực ngã ba sông và nằm giữa hai cây cầu vào đảo là cầu Vũ Yên 1 và cầu Hoàng Gia. Đây vẫn là một phân khu đóng với các bãi biển riêng ở phía sau nhà. Sản phẩm bao gồm liền kề, shophouse, biệt thự đơn lập và biệt thự song lập. Dọc theo đường dẫn của cầu Hoàng Gia là tuyến đường trục có tên là đường tương lai. Đường này đi qua một trong những phân khu đóng có quy mô lớn nhất và đẳng cấp bậc nhất của Vinhomes Phú Yên, chính là phân khu Hoàng Gia. Phân khu Hoàng Gia có 3 mặt giáp sông Ruột Lợn, một mặt giáp tuyến đường huyết mạch chạy quanh đảo. Đây là phân khu mang trong mình chất sống Hoàng Gia đúng như tên gọi, với các căn biệt thự mang phong cách Pháp và châu Âu sang trọng,
cổ điển, đặc biệt là 100% biệt thự được dát vàng 18K lần đầu tiên xuất hiện trong hệ sinh thái bất động sản của Vinhomes. Phân khu Hoàng gia có tới 4 công viên nội khu và nổi bật nhất là công viên Europa Park nằm ở chính giữa phân khu. Bên trong có bể bơi 4 mùa pha lê. Hoàng gia là phân khu đóng hoàn toàn, một biểu tượng sống xa xỉ thầm lặng của giới quý tộc khi sở hữu riêng cổng chào Hoàng gia và các dinh thự có diện tích đặc biệt lớn. Đây là phân khu tài lộc với 3 kỳ quan là phố đi bộ ven sông dài nhất Việt Nam, quảng trường châu Âu, công viên Kay Park, một tâm điểm phồn hoa, điểm vui chơi giải trí, ăn uống mua sắm hàng đầu tại thành phố đảo Vinhomes, Phú Yên, Hải Phòng. Nối tiếp với phân khu này, chúng ta cùng khám phá các phân khu theo phong cách Nhật Bản nằm ven bên sông Cấm. Mizabi là phân khu mang đậm phong cách Nhật Bản, là kết quả của sự hợp tác giữa Vingroup và tập đoàn Nomura Nhật Bản, được thiết kế bởi kiến trúc sư Nhật Bản lừng danh thế giới là Kengo Kuma. Đây là phong cách thiết kế lần đầu xuất hiện trong chuỗi đô thị mang thương hiệu Vinhomes. Những căn nhà mái dốc sẫm màu kiểu Nhật nằm uốn lượn bên biển nước mặn, một sự kết hợp độc đáo. Mizabi cũng có một công viên chủ đề nằm ở khu vực trung tâm là công viên Zen Park. Ngoài ra, nằm kế bên phân khu Mizabi là phân khu kiểu Nhật thứ hai, Komorebi, cũng là sự hợp tác giữa Vinhomes và đối tác Nhật Bản. Komorebi là phân khu thuần biệt thự vừa được ra mắt. Một trong những điểm đáng chú ý tại phân khu Komorebi không chỉ thể hiện là phong cách thiết kế nhà ở hay kiến trúc độc đáo của người Nhật Bản, mà nơi đây còn mang chuẩn phong cách sống của Nhật với tiện ích nổi trội và duy nhất ở đảo Hoàng gia là dịch vụ suối khoáng onsen thuộc trung tâm chăm sóc sức khỏe Ikigai. Phân khu có bộ đôi công viên sinh thái dưỡng sinh với những cảnh quan đặc trưng của đất nước mặt trời mọc, qua đó thể hiện sự độc nhất cũng như cái tôi riêng biệt cho những chủ nhân thượng lưu Komorebi. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng mình đến với những tiện ích mới đẳng cấp được tích hợp trên đảo Hoàng gia hiện đang dần hình thành. Khu vực này nằm ở phía mặt sông Bạch Đằng và ở đây đang có loạt tiện ích được mong chờ. Ví dụ như Học viện Cưỡi Ngựa Hoàng gia lần đầu có mặt tại Việt Nam là công viên vui chơi giải trí gia đình VinWonder Royal Park, và đặc biệt là bến du thuyền nằm tại phân khu Royal Riverside là khu vực hạng sang cao cấp dành riêng cho giới thượng lưu. Đây là bến du thuyền thuộc top lớn nhất Việt Nam, rộng hơn 10 hectare, gồm có vịnh neo tàu 121 bến, khu nhà tiếp đón rộng gần 700m2. Đơn vị thiết kế là Marinetech với nhiều dự án tiêu biểu trên toàn cầu. Đây chính là nhà tiếp đón sang trọng của khu vực bến du thuyền. Ngoài ra còn có khu bảo dưỡng tàu thuyền, khu du lịch và kỹ thuật, khu vực an ninh cho bến du thuyền. Ở ngay bên cạnh bến du thuyền là khu vực giải trí, công viên VinWonder Royal Park của đảo Hoàng gia. Ở đây sẽ có safari thú độc đáo, vườn cổ tích, công viên vui chơi trẻ em và gia đình, chia thành 4 khu vực là phân khu quảng trường, phân khu gia đình và trẻ em, phân khu cảm giác mạnh và phân khu vương quốc thú. Trong đó sẽ có một lâu đài lớn mang phong cách châu Âu Hoàng gia Anh đang được xây dựng. Đây sẽ là cái điểm nhấn lớn nhất của khu vui chơi này. Một tiện ích đẳng cấp khác được ra mắt ở dự án Vinhomes Royal Island là Học viện Cưỡi Ngựa Hoàng gia, lần đầu tiên xuất hiện trong các cái dự án của Vinhomes. Đây cũng là hạng mục mang đến những cái điểm nhấn cũng như sự nổi bật cho dự án này. Ở đây có khoảng 300 chuồng nuôi dưỡng các cái chú ngựa nhập khẩu, có sân tập cưỡi ngựa, có trường đua ngựa và sân đa năng biểu diễn. Nằm ở trung tâm của đảo Phú Yên, Vinhomes Royal Island là sân gốp 36 lỗ hiện hữu ở trên đảo, đã đi vào vận hành từ năm 2017. Sân gốp này thì rộng khoảng 160 hectare. Ở phân khu này cũng có các cái căn hộ thuộc loại hình chủ đạo là shop house, nằm dọc theo các trục đường chính, và có một số ít biệt thự nằm sâu bên trong sân gốp dành cho giới thượng lưu. Được thiết kế bởi IMG Worldwide, Vinpearl Golf Hải Phòng được mệnh danh là đảo gốp trong lòng thành phố với 36 hố gôn. Ngoài ra thì một tiện ích nổi bật khác đang được xây dựng chính là trung tâm thương mại Vincom Megamall nằm trong phân khu đảo Vua, với hai mặt giáp hai trục đường chính của dự án là đường Hạnh Phúc và đường Tương Lai. Có thể thấy chủ đầu tư đang tạo nên một đảo tỷ phú mới, một chốn sống thượng lưu với quy mô và sự xa hoa bậc nhất. Ngoài lợi thế tự nhiên thì đảo Vũ Yên còn có thuận lợi ở vị thế kết nối giao thông, khi không chỉ là trung tâm của các cái tuyến giao thông huyết mạch của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, mà còn nằm kế cận các cái sân bay quốc tế trong khu vực, thuận lợi di chuyển không những quốc nội mà còn ở cả quốc tế. Nằm bên kia sông là một thành phố cảng lâu đời, nhộn nhịp với công việc, thì ở bên này sông sẽ là một cái phong cách sống mới đang dần được kiến tạo, đóng góp vào sự phồn thịnh của Hải Phòng nói riêng. Mình là Biển của kênh Hà Nội 24 giờ.
Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo.